Hiền đẩy lên 16, đẩy cao lên 16. Hôm qua lúc chắc là em anh không dạy em cái lưu nên em chỉ bấm tỷ số thôi. Em phải Okay, lúc mà quay vào cái bấm tỷ số bấm highlight luôn. Ừ, thì nó sẽ lúc nãy anh không nói em nên em chỉ em cứ qua khoảng tầm 7 phút em vào. Ok. Dừng em ơi. Chạy cái thứ hàng quá ông hàng ha. Ôi giời. Môn họ không lại đối. Hai thủ môn không? Nên bắt cho được. Anh phải báo là. Anh phải báo. Mình đau ấy. Em phải bấm tỷ số trước. À rồi, lại bấm highlight rồi. Chưa bấm được. Bóng tôm này cứ đến mai. Thật. Có đây cái không? Anh à. Quy béo chứ. Chuyên đợi. Đâu đấy? Ăn em là cái căng ấy. Đâu? Vì quá cái ăn mình. Đấy, Tú đấy, Tú nó bỏ đấy. Anh đẩy lên, mạnh lùi, ăn lên, cánh của anh đấy, lên cánh không vào thủ môn lên. Đi thôi, không phải vội, ra đi. Di đều lên em. Hết đường truyền, di đều hết đường truyền. Ok em. Khóa cổ chân lại tí nữa đi ạ.
Mạnh ra đáy, Mạnh. Bảo ra đáy ra đây. Quyền Anh ở nhà hô em ơi. Đóng lại cột. Ok, dù, dù, chậm, chậm, chậm. Nhìn đã. Trung này, trung này. Bảo đáy, bảo đáy, đáy, bảo ai sốc vào. Mạnh đây, mạnh đây. Đặt quả này, này xong đáy luôn đặt rồi. Ok em. Bảo đứng đấy không vẻ mày, đừng lùi sâu quá, nhà đủ người rồi. Ăn lên cao nha đây. Rồi, có mày. Đây, cắt kìa. Ok em. Vâng vâng. Thế bà. Phi chạy lên, Phi chạy lên, chạy lên. Mạnh xuống đáy, đáy. Ôi giời ơi. Cũng biết chị Na này. Cái bóng vậy để chuyển. Ăn ra cánh, bỏ rửa lại, rửa có người bắt ra cánh. Ra bắt lên vì đấy. Sau. Rồi, đạp để lên, hết, 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 hết. Ok em. Chúng ơi chậm thôi. Ăn cột, ăn vào cột đi, bỏ đấy, rửa. Mười này nào. Đúng người, hô rồi. Rồi, chậm, chậm thôi. Anh bảo em mở sao bên này này. Quả đấy em bắt được mà. Phau, phau, phau. Dư bóng dương như nào, từ đá em. Đập cho Mạnh là vệ, đập cho Mạnh. Rồi chạy lên. Đạp Di này, Di này. Ok em. Anh đứng đấy, quay luôn đứng đấy, quay luôn đứng đấy. Mạnh đấy, số 10. Ừ, thoải mái. Chạy xuống đây này. Rồi đúng rồi, bảo quay luôn đấy, quay luôn số 8 trên em ơi, ăn để lên, số 4 trên. Ăn lùi ra tí, ăn lùi ra tí. Tiền đạo không cần em ơi. Không có ăn đâu. Ok em, lùi ra tí. Ăn này, ăn này. Ăn lên, lên, Huy, ăn này. Ok, em bảo. Ăn đừng lia đấy em. Đáy bên này ăn này. Rồi, 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 ăn đứng đấy vô. Ôi giời ơi. Chạy đi. Đá, đá, đá. Bậy, đi dế bọn ấy không chạy hả? Rồi chửi nhau rồi. Vì đây không chửi bậy nhá, lên máy quay chửi bậy anh cho lên cộng đồng ấy. Người ta chửi con nhà, người ta chửi con nhà anh đâu mà đâu. Lên cộng đồng hết. Bầu vịt có Hà Tây chửi cầu thủ. Không là gì. Quay người lấy bóng lên này chưa? Người lấy bóng. Rồi chuyền lên đây, em trước mặt em đấy. Lên đèo này, Di đèo này. Một. Ôi giời. Số đi rồi, giời ơi. Mẹ là cần dỡ đơn lại. Đấy đấy. Phục anh. Mấy phút rồi? Gần 9 phút rồi. Ok em. Ăn lên thì không ăn. Cuối này vào đây quay cho Hải lên một tí. Anh quay đi. Không, 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 không để em quay được mà, để em quay cho. Rồi một bóng. Vào. Về đấy. Rồi. Cho sát vào, cho sát vào. Rồi. Cho sát vào. Em luôn, ra luôn. Ok em. Lấy bóng ngoài rồi. Hết rồi, hết rồi. Bóng ngoài anh em tự giác thôi. Tôi bắn. 5 giây em ơi, hết đấy. Xin tí đất được, sân vé xin tí đất không sao em ơi. Bảo ơi, lùi về cánh này này, Bảo ơi, lùi về một cánh này hỗ trợ. Ăn đây, đẩy Tú, đẩy Tú rồi lên. Rồi, đứng ngay, hết, hết. Dương, Dương. Hãy subscribe cho kênh.
nghiệp. Anh không đoán được. Em đoán được vậy à? Em đoán vậy à? Chia cột, chia cột lại, cột em lại, góc cột. Ok em. Hùng, người, nghe chàng một chia ca. Hết. Một chết. Rồi. Quay người mạnh ơi, chú bé này, mạnh đẩy lên Huy đấy. Bảo Di đi em ơi, dạ bảo Di lên cao lên. Ok em. Kéo đi. Này. Anh bảo. Okay. Trời ơi, 12 phút đó anh nhá. Ok, oh. Mấy 10 phút thôi. 10 phút ạ. Ơ, chó cho chị được vào đấy kìa. Thôi đi. Vào đi. Đánh đi. Anh em tao lại cho mình được vào. Đi, chơi đi. Mình đá 2 tận thông mà. Mất chết chưa? Trong đây đi. Hả? Xuống. Ở đi. Có ấy. Quay từ chuyển bên này, quay chuyển xuống ấy, chuyển xuống ấy thì An nó còn dâng lên được. Bỏ dưa. Ô, chị hết bỏ rồi. Đó. Ơi, bảo ơi, đó. Đánh chưa? Đánh đi. An này, cột An này. Cột. Rồi. Đấy lên 1.000 nữa thì kéo, đấy 1.000 nữa dễ sướng hơn. Đây, ra cánh này, béo ra cánh này. Bỏ đi. Số 10 sao Huy đấy. Kê em. Hô em ơi, hô! Đúng người chưa? Thua người này! Ui! Ui! Bé ơi, người của mày! Thua người đấy! Ở dưới thì thua trên thiếu! Mạnh để cánh! Ok em! Cô tay! Trời ơi, khó lắm! Đâu, ra lấy đi! Thôi lấy gì? Rồi Mạnh! Từ từ, Huy về. Ok em chậm. Thôi anh ơi. Quả đấy bỏ ra bắt là cái gì? 12 rồi. 12 rồi. Vào luôn này để cho nóng. Vào luôn. Nóng người. Đâu xuống vị trí này. 2 chọn thôi. Mình nhớ bạn. Trời ơi. Lên luôn. Trời ơi. Lạnh. Kìa. Luôn. Bảo tách ra dễ nhìn nào. Xoay. Tút. Ok. Tút. Chung này báo. Anh đi. Thôi đi. Từ, để nó. Anh ơi, ghi nốt bàn ra cho Bảo này. À cho. Đứng lại béo. Tú phải chạy, tôi mình chạy thêm tuần 2 tuần nữa mới chơi được quả đấy. Về đâu. Chết à. Anh tái này. Bạn biết chưa? Đấy chạy thoát ra. Trời ơi. Để. Tải luôn em ơi, chạy nhanh này, quay một vòng. Anh vào đi. Cảm ơn em thay đi vào. Đi lại. Anh đi. Rồi An đây. Tốt nhỉ. À, chuyển bóng tốt nhỉ. Chuyển bóng như Savi. Một chạm luôn đi. Trời ơi. Cho sắp nào. Không. Đứng lên béo, đứng thôi. Đá sau đi. Trả bóng em ơi, trả bóng đi. Thôi đi. Chúng đẩy lên số 10 mày đấy, đúng rồi, đúng ok. Anh bên cánh này anh. Bỏ giữa cho thú hôn phát. Đấy. Hết. Lấn nè. Anh đấy. Mút. Rồi. Cái mình đấy, cái mình đấy. Mút không mút. Thế. Mút đấy. Chọn đá đi.
không dài anh thôi còn anh đó. Rồi đáy anh sang bên kia cánh này. Giữ lại anh. Rồi đập bảo chạy ăn sang đáy bên kia hai thằng trùng. Mày nhìn này, nhìn cái này. Chạy đi anh, chạy đi anh, cứ chạy đi anh. Chạy đi anh. Em luôn đi. Đấy, mạnh giặc ra, mạnh giặc ra. Rồi, xuống đáy. Đáy mạnh này. Trời ơi, với cái bên đây được bé ơi, bé bên đây này. Rồi mạnh bắn lên số 10 đấy. Mua. Bút. Ăn giặc cánh em. Trời ơi. Thứ 15 rồi nhá. Về đi. Ôi. Lôi. Đấy. Rồi còn 5 phút rồi, không đây luôn. Để 10 phút nữa. Mình 2 trận không mà. Đang còn bàn thắng. Mình 2 trận thông chứ. Không thắng hay thua vẫn đá thôi. Lần thắng đầu tiên là thế rồi, còn lần thứ hai vẫn không vào cho nên nó nóng máy này. Nóng chặt. Tuyệt. Mút. Tuyệt chơi trắng thế này. Rồi thay luôn mà. Mua được. Luôn. Ơi. Ơi em đây. Đúng. Anh quay lên nè, anh quay lên, bỏ đi. Rồi Thanh ơi, trọng tài ơi. Anh ơi, giao nước em ơi. Đừng vào. Cứ kéo đi. Tốt luôn rồi. Đó, có bóng này. Mắt theo người vào, chứ không phải mắt đi về. Ôi giời. Mày ơi rồi. Góc em ơi. Đánh nước uống em ơi. Thế không sút vào. Méo, giữ lại. Ôi giời, cột. Chạy mạnh, chạy mạnh. Ok mạnh ơi. Ôi giời. Mười bảy rồi, 17 rồi. Còn 3 phút hả? Sai. Đang quay. Lên luôn. Xong rồi, hai phòng đấu với tôi mà đấy. Rồi, mạnh. Đáy luôn đi chạy. Xuống đáy bảo ấy. Rồi Hiền này quay rồi, Hiền. Đi luôn. Mất thì Hiền theo luôn Hiền đây. Hiền rất xinh như An nhỉ. Lùi em ơi, lùi. Nó chỉ 3-3 thôi, bắn chập con này không gọi ô tô xe nào. Sao rồi. Ba ba. Em phải lấy kính sắp để lòng. Tay lắm. Kể lắm tay. Không. Đấy. Đáy mạnh này. Chung ơi. Hai đứa đấy. Hai đứa. Xuống. Mạnh này. Anh ơi. Đó, có bóng thì hay lắm nhưng mà. Con này bóng đến chân nó sợ bóng thế. Điền chạy xuống đi. Sao nhỉ? Sao em đấy? Em. Mất thua. Quay vào.
quả không nào được thế. Đấy. Hết rồi. Ai đây này? Chạy đi. Chạy đi. Hết quả đi anh ơi, anh hiểu vậy, hết quả đi hết. Mày nốt quả nhá. Rồi hết giờ đi. Giữ bóng đi em, không hết giờ đấy. À nốt quả đấy. Nốt quả. Quên anh nói mà đang quay không để ý. Cẩn thận, không giống như Nhật đấy. Ôi giời ơi. Vừa mới nói xong thì bỏ đi. Hàn Quốc ngờ chết. Hàn Quốc còn ăn may. Sao kìa, sao kìa. Anh đi sao này, sao này. Ôi, hết. Anh còn à? Hết rồi. Tốt chưa? Tốt rồi anh. Tốt thì em bấm lại. Cái nút này nó red này. À. Hay anh nhìn ơi, có hai lay, đông. Trời ơi, nhanh chân lên. Hay rồi. Cục 2. Đây rồi, ôi trời ơi, anh Bảo ơi, Bảo ý thơ. Chuẩn bị thay người anh Bảo. Bảo ơi, chưa nhìn thấy gì đâu. Bên này. Bảo. Lâu lắm mới khởi động hết người. Mà trong khi trước khi đá này chạy mấy ba bốn ngày rồi, tao quen này tao vẫn đau hay. Đặt rộng ra cánh một tí, đặt ra cánh vào lấy bóng. Có skill quá đỉnh nhé. Hay anh Bảo ơi. Trời ơi anh Bảo ơi, là anh Bảo ơi. Có thịt mà. Giờ đỡ rồi. Giờ phóng độ đang đi lên chưa? Lạnh thế. Trời. Mắt là chết đấy, quả như quả như thế đấy. Anh Hiền đập quả có hay luôn. Em ra cánh rửa lắm đúng rồi. Hiền này. Thôi về. Xa luôn. Thôi. À quên phải tiếng vô đúng mình. Úi ôi lạnh thế. Trời ơi lạnh thế. Cái béo này số 9. Rồi cánh này bỏ ra em ơi, bỏ. Sao? Một sang. Cố Điên. Ôi, đang trên cái tường luôn này. Hay, may mà có highlight. Trời ơi. Chuẩn bị anh Hiệp vào thay số 19. Vào. Có highlight. Hiền trộm. 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 Hiền trộm.
bỏ đi. Con tôi anh cho Hiền nó khả. Chị ăn từ đâu ngoài đi đâu này. Giờ mới thấy nó nói đấy. Ê, chết. Giờ mới thấy nó nói. Thôi. Đá phạt đi anh. Ui, lạnh thế. Sao đây anh bảo? Sao lại đấm vào mồm họ thế? Chạy mày hô cái mồm mày đấy. Đấy rồi. Ôi trời ơi anh Hiền ơi. Đấy anh bảo bảo tận dụng đi. Kìa. Đây. Ăn thẳng lưng em. Bài bạc gì nữa giờ này? Hiền ra cánh, bóng đấy bỏ. Hiền ra cánh. Lua, chết luôn. Lua, ôi giời, thôi, phạt. Đá đi anh ơi. Bóng bánh qua dễ thế à? Rồi, phản công. Phản công có hai lai, rồi ôi. Rồi đập luôn an này. Kìa. Ui mày. Ôi, đúng rồi, phải chửi thế đúng anh đó. Ê ướp à. Cứ đá đi, đá tầm cho nó quen nhưng mà. Cứ chuyền cho nó quen. Anh yên tâm. Ôi giời. Không chuyền vào thì nó tập sao được. Anh bảo đeo băng đội trưởng vào được với được quát nha. Úi giời, trời. Kìa gôn kìa. Gôn sao vào yên tâm. Tâm lý mà. À đây, bắt số 1. Đẩy lên số trên này. Ok, đủ. Ăn đây, ăn đằng sau số 1. À tôi ba mao nãy 1-0 rồi đúng không? Không chưa nhấp lên à? Chưa. Quên. Rồi. Đấy rồi. Đây rồi, có hai lai nhìn ơi. Vu lê luôn chứ. Báo ra một cánh này, báo ấy An đang trùng cánh này. Đán ra. Nhìn anh em rồi chạy. An bỏ ấy, ở đây có báo thì bỏ sang cánh bên này. Đấy, anh báo kìa. Ấy, anh báo quả đấy chạy. Anh báo yếu lắm. Báo nhìn thoáng một tí chạy xuống sớm là được rồi. Anh báo quá yếu. Đúng rồi, lùa hết. Đấy là cổ báo. Lùa dần vào đi. Ra luôn đi em ơi. Lùa rồi, bảo. Bảo lùa rồi. Rồi, đá đi. Anh... Dâm đều. Chậm nhìn. Trời, ném ra. Anh nè.
chạy cao lên đấy có Hiền dưới rồi, rồi phán ra một cánh ấy để lấy bóng, tiền đạo đứng xoay đấy rồi, kệ đó, có bóng này rồi, chạy ba đấu hai quay luôn em ơi, quay lúc này, 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 có hai like kìa, không sao hết làm lại ăn cái quả nửa cho chắc đi. Thôi biết rồi. Quay. Ai này, số 1 này. An kìa. Đây, bóng bạn đây. Rồi bỏ đi. An này béo. Mua chưa chân trắng thật đấy. Em ơi, cố lái vào côn một tí. Luôn này. Mệt thì bảo anh nhá. Anh Quỳnh báo. Rồi. Đừng cho anh Hiệp giơ tay lên. Anh Hiệp đây tiền đạo được. Ơ chúng tôi hiểu hay dâng lên. Sức bảy này mà à. Bảy rồi chúng tôi không chơi chân được mất luôn một người. Đúng rồi. Không quay đi. Còn đá đi. Hay quá anh Hiệp ơi. Hay quá. Tí nữa có hai lai. Đi ngon này đang. Hay quá anh Bảo ơi. Xoay người luôn em ơi, xoay người. Ba đúng. Không sao cả. Này, đúng rồi. Cá nhiệt lên mà vịt đang chụp ăn thế kia. Nhiệt độ hơi lạnh. Vu lên chứ anh em. Anh Hiền có đấy vu lê chứ. Học tạ chơi ghê. Mấy chục phút rồi? 12. Đây là một khóa hơn huấn luyện trước ấy em ạ. Ui da. Sát vào. Để hẹt xuống. Kỳ. Tao thì à, tao nào gầm thì sợ thật đấy. Giữ. An này. Anh ạ. Cầm bóng lên nửa đi. Đây. Quả đấy, cầm bóng với lừa. Giữ đâu. Ăn chạy. Ok, đánh đầu. Cột. Phải quá. Ui. Đi
đi lên mà có hai like siêu phẩm. Từ từ nhìn người. Đi ngồi đây, ngồi đây. Có cố gắng. Đặt dâng này, đặt dâng. Ăn vào đặt dâng. Ăn vào cột nhập, hiền cho cánh. Rồi tốt. Sút. Ok, ăn từ đi về, đi về. Ăn đứng trên coi nhìn. Nào, nào. Ăn được đi, ăn được đi. Sát luôn, chưa sát luôn. Rồi. Ăn được đi nào, có bóng. Chưa, chưa. Chưa. Trường quá có đặt dâng ấy. Vào cột, ăn đây, đừng đứng đây. Phút 15 mình chờ cái vô nó vô nhỉ. Mình đã hai trận không. Đây rồi, đây. Đây rồi. Hey. Anh bảo vô rồi. Này. Hay. Ôi. Chạy đi. Hai người lên. Quá có anh phút rồi, phút rồi. Phút 16. Không phải hiền chạy sao được. Chạy sao được quả đấy. Thế vào giúp anh. Tiền hãy ăn cho anh vào nhá. Cố cho khách hàng. Thay người, thay người. Chưa có ai lại. Tôi hiền vừa thêm quả trộn trứng gà rồi. Anh ấy ghi vào để cho anh vào. Báo anh Hiệp. Vào gánh cóng lưng. Ông cứ vào mình chạy mẹ dễ kèn. Ở thật đấy. Rồi. Ấy quá nhịp. Anh em ơi, anh em kia, anh em kia, anh em kia, hay anh em ơi. Quên cho chẳng hai lại. Có đây mình cho hai lại. Còn kia vào đi, lùi vào đi. Lùi vào bắt người đi. Có đây, xuống một. Xuống một lên trên. Quên đi không quay. Đợi nào. Anh Hiệp kìa, anh Hiệp kìa. Anh Hiệp kìa, anh Hiệp ơi. Anh Hiệp ơi. Coi quay cây, quay lại highlight chứ. Còn đá đây, còn. Còn đá đây không sao. Quá đấy, không quay lại highlight. Quên nhỉ, thằng cày gấn quá. Anh Hiệp về các highlight nhá. Phút thứ 18 cỡ trận mấy à, tôi mà. Chạy về đi ơi. Chạy về đi không thiếu người. Ơi, sao anh bảo? Trời ơi. Cái này. Không kịp rồi. Ơi.
Thành người. Ôi này, anh hiệp 5 hai la hết rồi. Chưa kịp à? Ui chưa. Anh 5 hai la lắm đấy. Anh hiệp thì anh vẫn ngồi thôi. Cầm người đi. Hai la pha bóng cho họ đấy. Ui rồi. Anh ơi. Cầm người đi. Anh hiệp quay lại. Ủa kìa, kìa vào cũng kìa. Ba đâu hai kìa. Hay đi Hiệp ơi. Quay highlight đấy cho Hiệp cái. À thôi, có đấy, đừng quay highlight. Ok rồi anh. Ok. biết là mình chỉ vững đạm mà thôi. Có đấy đừng quay highlight chứ. Quay lại highlight. Hết quả đi nhá, vừa hết quả đi hết rồi nhá. Tôi hỏi quả đi. Ok. Hết quả hết rồi nhá. Đứng luôn. Ê, lại lưu anh không? Quay lại đứng. Anh không biết cái đoạn mình. Rồi, giờ chỉ cần đợi Huy ơi, ra chỉ cái tí á. Đá tráng thì đá ngoài đấy chứ. Bên hai bên thăm một lúc nó có hai chục dặm. Anh bảo đá nhiều thế nhỉ? Anh bảo đá nhiều thế. Đá này. Không, em không đá. Em tin đâu. Đá gì mà đá nhủ với chơi tao em nó bảo đá thì mày đá đi. Không em tin nó bị kêu thớt rồi. Để dành đập ra. Em có trúng rồi à? Đúng không? Đủ rồi đấy. Đặt nó đầu à? Thiếu một người à? Thiếu một. Em vào đi. Vào tí đi. Còn nhiều đá tí này. Cho anh. Ở cho em đá trước đi. Anh vào đi. Em vào đá đi. Đá thiệt đá. Cố gắng đá như anh hay hơn anh nhé. Đá như anh là được rồi. Mạnh thế. Anh thì cái bàn đấy, anh điểm sướng rồi. Ok. Anh thì cứ tết rồi. Đang đá mấy trận nữa. Hết mấy giờ rồi. Bây giờ đã chốt chắc vào. Anh quay em phát này. Anh uống nước, không nước. Em đi lại em đá hả? Không đá. Trên đó. Cái đồ đâu mà đá? Hết lượt này hết mà, tại vì mỗi lượt gặp nhau hai lần rồi. Nhưng mà bây giờ là đúng không? Bây giờ đá trận này. Đóng em. Mình mới một khoản thôi. Còn mấy trận nữa anh thấy nhiều khoảng mấy trận nữa. Chạy trận nữa. Anh mỗi tay em mới cứ bấm khoảng tầm 15 phút. Trời ơi lạnh thế. Quá. Giữ vị đây rồi. Giữ vị chấm đi vào. Nhiệt lên. Ui giời. Anh Hiệp ơi.
Hay quá. Hút. Bắn lại anh ơi. Hôm nay quay lại như bạn không? Chạy nhá. Chạy nhá. Không được người ta phải đệ. Chứ quay hơn là không có anh thờ. Đây đi. Vu lên. Mình cắt đi chọc khe đấy rồi. Anh ấy quay em này. Quay đi anh bây giờ thay đặt thôi, để cho chúng nó đá, quên anh. Để chung với Đạt đó, để cho cày luôn đi. Mày mới lấy đường. Mình quay mình cứ nhìn thôi, mình không quay mấy quay. Anh quay như thế là không có highlight được. Anh tầm nhìn thôi, sao anh mới nhớ là anh đang quay. Anh biết có highlight không? Highlight, anh bấm vào đây. Lúc nào ghi bàn là anh bấm highlight. Ủa, ghi bàn sao anh bấm highlight được? Là không quay lại à? Nó quay lại à. Nó quay lại quá trình ghi bàn. Anh có mục highlight rồi. Anh 3 lần ghi bàn. 3 highlight rồi. 4 kiến tạo, 3 lần ghi bàn. Thấy chưa, hai em đẳng cấp rồi. Đẳng cấp. Má chân tự nhiên nó bị đau. Sao chân như thứ tinh vậy? Yếu à? Ôi trời, đúng rồi, thấy chưa, anh đang nhìn đấy. Mình lúc nhìn, lúc sau tình huống đó mình biết mình đang quay. Mạnh thế. Hiệp khéo mời đối cơm. Hiệp. Tuần trước Quảng Bình có đá không ta? Chân ngắn. Từ em, đúng rồi. Kéo dưới luôn. Bình tĩnh, từ từ, tách xa ra em, tách xa ra, đứng xa ra. Đúng rồi, cứ từ từ thôi. Mày ơi! Đủ mẹ, mình không quay, mình cứ nhìn thôi. Giả bóng không sao. Cố ý nhìn vào đâu mà. Đúng rồi, anh bảo. Quý đâu. Hello. Đấy, có highlight à? Hướng dẫn sách cho khoa. Hướng dẫn trẻ. Đá gì mà như thế là... Đá. Indo đá Việt Nam rồi. Tướng đẹp rồi, không trống. Lạnh quá. Ôi, lạnh quá.
lên, đúng rồi đúng rồi, anh không đá, anh không đá, em có đá đâu, em phải quay người luôn, em có đá đâu mà anh chiềng. Úi dồi. Hay. Luôn. Thua tay đấy. Thua mình 3 trận. Ra luôn. Về cơm nước ăn vừa. Hay, qua người luôn. Úi dồi, đúng rồi, để hiệp. Con nghe. Hay nhá. Con. Bình tĩnh. Này. Hay. Chậm thi. Một bao tải tiền đang khởi động. Bao tải tiền đang khởi động. Con sao nghĩ còn đâu? Máu đá thế nhỉ? Không, đá vừa đây cho sướng, tôi không nghĩ. Tôi rơi nhà bụi. Lạnh quá anh ơi, em lạnh quá. Sao đi chơi với anh? Anh chùa. Không, đi chơi với anh. Chủ nhật mà em đi lên nhà bụi. Nhà cứ nằm ngủ. Thiếu thiếu đúng không? Anh thân phí rồi sao? Ra sân vui. Ờ, anh em cho nói chuyện rồi gặp anh em thì vui. Tốn chê cũng được. Gặp đi, hai thằng nói chuyện nhau đi. Hai thằng nói chuyện nhau đi. Sang kia đi. Sang kia đi. Rồi nói chuyện. Coi ba hàng. Có máy coi đâu mà mấy chú đá vậy? Như là không có máy quay. Ừ, lại thế. Không đã vào sân lại lắm anh ạ. Ôi trời, dày quá. Dày quá. Có cả dày nữa, đánh bia à? Đánh bia này. Được, ta được. Nhiệt. Vậy thôi, chắc bóng là được rồi. Cái gô à? Ô Tùng đi đâu không thấy anh? Tùng nghỉ rồi. Xuất đi. Tùng nghỉ gì nữa? Tùng nghỉ đấy anh. À, Tùng báo cáo nghỉ. Sao anh vậy? Anh không nói nhóm à? Có chú. Thật anh đi đùa. Thật luôn, ra thác khỏi nhóm rồi anh không xem à? Không. Có khi về Thanh Hóa rồi. Không. Không. Đó, không nghe nói lên đất và kêu có khi là Tùng về Thanh Hóa. Nó về nó không dám được. Đó, thì về với anh em thôi. Ừ. Về đây thì đá không lên chân. Ừ. Một năm mà vậy, năm ngoái hỗ trợ rồi. Sang năm nay phải thay đổi cho nó lên chân, đá theo tính chục kèo, không cố gắng là cần xin nghỉ các anh em, nói nhẹ để đi làm đi. Đúng rồi. Thôi nói chung thằng nó cũng nhiệt, thằng nó cũng vui tiền. Thấy nó đi đều mà nhỉ? Đá như thế không lên được. Không lên chơi, nó có vậy thôi thì. Thì chỉnh. Không có khi biết lại nó cũng về, nó có khi nó về Thanh Hóa. Từ từ nhá, từ. Chuyển đi em. Còn nguyên. Hay. Chúng mình đang quay thì mình cứ quay ra đây. Chậm lại. Ê, bình tĩnh thôi. Hắn ở dưới bóng mình cứ từ lùi người. Hay quá, hắn đứng viên hay quá. Đứa nó đá hiểu không? Rồi bình tĩnh rồi đúng không? Đúng rồi. Em chôn biết truyền. Rồi bình tĩnh. Đúng. Vũ lệ úi giời ơi. Không gãy chân. Ôi giời anh nhập. Anh nhịp ấy là thay cánh à? Trời ơi. Phút như thế thì thay người đi kìa. 10 phút rồi. 10 phút rồi. Tầm 15 phút rồi cho. Anh Hiệp. Ui giời lại thế. Hiệp có thay cu em kìa. Công có đi vậy. Thôi đâu. Đi với thằng Hải. Cầm ra hai kia. Đi theo kìa bạn. Siêu. Nhưng mà cứ quay đâu mình đang nhìn. Mạnh quay cho bả đi bảo. Đi em quay. Em cứ nhìn thôi. Không nhìn mấy quay. Từ cho bao nhiêu thứ. Em quay với có highlight được. Âm thanh chiếc này nọ rồi sân bãi cùng đá nó tí cùng. Đó hết cả đầu. Em đó, em có Faradon kìa. em quay có highlight rồi. Rồi tin xem tin đang. Tiên trầm. Tin đang bay, đang bay. Đấy. Đấy rồi. Chuyền đấy, đông. Ui. À, một đường chuyền. Đấy là một đường chuyền. Đấy là một đường chuyền chứ không phải là đường xúc đó. Hay, đóng luôn. Ôi giời, hay thế. Vào. Ôi giời ơi. Trời ơi. May mà có highlight. Nhanh. Từ từ. Ui giời. Còn nguyên, còn nguyên. Thôi nhanh.
Hai. Hay. Còn chích nữa. Đúng nhiều thật. Thằng này nhìn thằng này nhìn dáng giống em nhỉ? Đúng. Đấy thằng này. Đúng, nó thấp hơn em. Nhìn dáng giống em đấy. Nó đá giống em. Đá giống em. Mình nhớ mày nói sức quá là tao vào đâu ta? Dạ. Đấy sức quá nhỉ? Xin coi đó. Nhìn là lúc tấn công có này. Anh nhớ trận đầu tiên thôi. Trận gì? Nhìn là xuất lịch hay là xuất đi đâu á? Em xuất à? Em có được sức khỏe đâu đâu. Có được một có à. À cái hình như có xông vào đấy đệm bóng hay sao á. À cái quả đấy có highlight đấy. Đúng rồi, quả đây em đệm giá chơi. Em đệm chơi thôi. Em đệm chơi thôi. Trùng với đạt. Đấy được hai cầu thủ cầu cũng tăng hơn đấy. Thiếu tiền đạo hiệp nữa. Anh hiệp vào tiền đạo đó. Lê ghi vàng. anh hiệp phải đá giữa. Nhiều lúc hắn vào không có, nhiều lúc em hắn vô em phải nhấc chân lên như căn thương cái. Ơi, không thật quá. Không đá được thì bảo không đá được. Đấy, con của em đã chắc đấy. Chạy mạnh mất vị trí mẹ. Ui. Ui, 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 ui. Ui, thấy chưa, thấy của em phòng ngự chưa? Được. Ba đâu một anh ơi, đông. Đang 4 nó hụt luôn cho ba gì. Úi giời. Hay đấy. Cô ra nhỏ đây, đá hay này. 13 rồi anh. 14 rồi. Chưa, mấy ông thần kia có đá không thay kìa. Úi giời, lạnh quá anh nhỉ. Thế cho em vô em đá tiền đạo đi. Em vô em cứ quản được cho bọn này nó không biết gì vào. Đúng vậy. Anh vào. À vào thay, anh giờ vào thay số 20 đi. Để ghi vàng. Anh thay luôn đi, 15 phút rồi này. 5 phút cuối để ghi vàng thôi. Ôi dồi ôi, tin ơi. 5 phút cuối để ghi vàng thôi anh. Anh ơi, 5 phút cuối để ghi vàng thôi, thay người nhá. Đấy, chết thầy. Đấy. Anh bảo thầy vào đi. Cô em số 20 nghỉ tí rồi. Anh 20 rồi. Em ơi, thay người. Còn 5 phút thôi, cho anh quản. Em thòng hay là cho ông đàn thòng? Thôi không đi vào đây rồi. Còn 5 phút nhá. Cho họ lên đi. Kinh quá. Góc góc góc. Kia. Đóng anh. Góc góc. 5 phút nữa anh. Anh hiểu mới đá được 1 phút. Thấy cánh kìa, 22 kìa. Tí nữa, đá đi, đá đi, đá đi, đá đi anh. Hết quả. Giờ, bây giờ 2 phút. Đó. Tỷ số là 1-0 nghiêng về Hải Phòng. Anh Hiền Trường ạ. Ui giời. Quá chọc khe, quá đẳng cấp luôn. Anh Tuyên đã cánh. Đấy, sát luôn. Wow, lại thế.
Anh Tiên đã cánh rồi. Người đã cánh bên kia kìa. Quay đi, quay đi. Anh Tiên đã rồi, tí số là đang thua 1-0, chỉ còn 3 phút cho anh em thể hiện. Nhanh lên, còn 3 phút thôi. Ui, lại thế. Mình đang đi vào đó đi. Không, em chân đau à. Chân đau mới về à? Kia. 4 giờ về không? Có à? 5 giờ về. Mấy giờ về cũng được. Đang còn đá thêm tiếng nữa. Thêm tiếng nữa gì à? Ừ, 5 giờ. Đá nhiều thế. Anh đá thì tao xong nghỉ mà. Đấy. Lạnh thế nhỉ? Sao chân mùi chứ mày chế gì vậy? Gì mà chế giờ? Đi lai gì em đông quá. Giờ ai mà về xe nữa. Đi bay cho khỏe người. Sao có. Xe bay. Về lai xe thì hơi nguy hiểm. Mình chụp giờ đi cái lòng nguy hiểm. Tên xui. Biệt. Bây giờ ai mà nhặt xe 130 triệu để có tiền cho lấy cho bà cho vô. Lạnh thế. Đéo đợi đá lạnh. Ui giời ơi, lại ông. Tại. Đá phạt. Ui lại thế. Số một quả có highlight này. Sức thắng luôn. Hay. Chú chơi tốt đấy. Ui giời, xem đi, xem lại highlight rồi, rẽ rồi đấy. Đi xem lại chỉnh sửa đăng lên Facebook. Tay đổ chuyển luôn. Đã đi không sao anh. Ui lại thế. Số 5 nó vừa trước cái rồi. Lên, ba đâu ba. Ui. Hay, tí nữa mà anh hiệp kia. Chưa anh. Chuyển đi anh vào. Anh Hiệp, ôi, hết giờ.